cấp nhan sắc đã khiến Á hậu Kiều Loan lột xác một cách ngoạn mục. Á hậu Kiều Loan là một trong những nhan sắc đa tài của làng mỹ nhân Việt. Vì thế, mỗi lần cô nàng xuất hiện luôn gây được sự chú ý từ người hâm mộ. Do đó, khi Kiều Loan được bác sĩ Chiêm Quốc Thái giúp thay đổi nhan sắc, có khá nhiều ý kiến trái chiều. Có những người không ủng hộ việc giao kéo cho rằng cô nàng nên giữ nhan sắc tự nhiên hơn là đẹp nhờ nhân tạo. Tuy nhiên, hiện tại công chúng đang dần thay đổi góc nhìn về nàng Á hậu một hoa hậu thế giới Việt Nam năm 2019. Gương mặt của Kiều Loan dần hài hòa và sắc sảo hơn hẳn so với 3 năm về trước. Nhan sắc thăng hạng như này đã đủ gây thương nhớ chưa? Bạn suy nghĩ như thế nào về quan điểm thà đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên? Nếu bạn đồng ý với ý kiến trên và muốn lột xác thì hãy đến gặp bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Hoặc bạn có quan điểm khác thì comment dưới đây nhé!